Các em thân mến, hôm nay cô và các em cùng đi vào bài học luyện tập liên kết câu và liên kết đoạn văn. Theo chương trình giảm tải của Bộ Giáo dục thì cái bài này là khuyến khích học sinh tự làm. Tức là các em tự làm bài tập ở nhà. Để thuận tiện cho cái việc làm bài tập đó thì đầu tiên là cô sẽ nhắc lại cái phần lý thuyết các em đã học ở các tiết trước. Các câu văn, đoạn văn trong văn bản được liên kết chặt chẽ với nhau về mặt nội dung và hình thức. Về nội dung là liên kết chủ đề, liên kết logic. Về hình thức thì chúng ta có các phép lập, phép nói, phép trái nghĩa, phép đồng nghĩa, phép liên tưởng và phép thế. Như vậy thì sau khi ôn lại cái phần lý thuyết thì các em sẽ đi vào làm bài tập. Cô lưu ý nè, các em sẽ tự làm bài tập vào trong vở. Sau khi làm bài tập xong thì các em sẽ xem cái đáp án của cô. À, đối chiếu đáp án, phần nào sai thì các em sẽ rút kinh nghiệm chỉnh sửa lại. Và cái bài tập trong phần này liên quan đến các nội dung sau đây. Thứ nhất, phép liên kết câu, liên kết đoạn. Thứ hai, lỗi liên kết nội dung. Và thứ ba là lỗi liên kết hình thức. Như vậy thì trong cái bài này là trong sách giáo khoa có tất cả là 4 bài tập nha. Như vậy các em chỉ làm cho cô bài tập số 1, bài tập số 3, bài tập số 4. Bài tập số 2 là nằm trong chương trình giảm tải, cho đó các em khỏi làm. Và các em lưu ý nè, các em làm bài tập này ở trong tập bài học. Sau khi làm xong rồi thì các em mới xem đáp án của cô. Chứ mình không có được là xem đáp án trước nha, để mình xem coi mình làm là đúng sai bao nhiêu phần trăm và mình rút kinh nghiệm như thế nào. Em nhớ nha. Sau đây là cái phần đáp án của phần luyện tập. Bài số 1 chỉ ra các phép liên kết câu và liên kết đoạn. Trong bài tập số 1 này thì có tất cả là 4 câu A, B, C, D. Các em nhìn vào câu A và đáp án của câu A là trường học 1 ở câu 1 và trường học ở câu 2. Đó là phép lập là liên kết câu. Từ như thế trong câu 3 và trường học của chúng ta phải hơn hẳn trường học của thực dân và phong kiến trong câu 2 là phép thế liên kết đoạn. Sang câu B. Các em tự đọc cái đoạn ngữ liệu trong sách giáo khoa. Các em xem đáp án của cô và mấy em đối chiếu với bài mấy em đã làm ở nhà nha. Văn nghệ câu 1 và văn nghệ ở câu 2 là phép lập liên kết câu. Văn nghệ trong câu 1, câu 2 với từ văn nghệ trong câu 4 là phép lập liên kết đoạn. Sự sống trong câu 2 với sự sống trong câu 3 là phép lập liên kết đoạn. Câu C. Đáp án của câu C. Thời gian trong câu 1 và thời gian trong câu 2, thời gian trong câu 3 là phép lập liên kết câu. Con người ở câu 1, câu 2 và câu 3 là phép lập liên kết câu. Câu D. Đáp án: yếu đuối và mạnh, hiền lành và ác. Ở đây đã sử dụng phép trái nghĩa để liên kết câu. Các em quan sát cái chữ màu đen đó là đáp án của cô nha. Sau khi mình làm bài tập xong rồi mình sẽ đối chiếu đáp án xem coi là đúng hay sai và mình sẽ chỉnh sửa lại các em. Bài tập số 3.
tìm lỗi liên kết về nội dung. Câu A. Đáp án của câu A. Lỗi là các câu không tập trung vào chủ đề. Bây giờ mình sửa lại. Và đoạn văn này như sau. Cấm đi một mình trong đêm, trận địa đại đội 2 của anh ở phía bãi bồi bên một dòng sông. Anh nhớ hồi đầu mùa lạc, hai bố con cùng viết đơn xin ra mặt trận. Bây giờ mùa thu hoạch lạc đã vào chặng cuối. Đó là đáp án. Câu B. Lỗi các sự việc không logic. Bây giờ mình sửa lại. Năm 19 tuổi, chị đẻ đứa con trai. Sau đó chồng mắc bệnh, ốm liền trong 2 năm rồi chết. Trong suốt 2 năm, anh ấy ốm nặng. Chị làm quần quật phụng dưỡng cha mẹ chồng, hầu hạ chồng, bú mớm cho con. Có những ngày ngắn ngủi, cơn bệnh tạm lui, chồng chị yêu thương chị vô cùng. Tiếp theo, chúng ta chuyển sang bài tập số 4 là tìm lỗi về liên kết hình thức. Câu A. Các em quan sát cái đoạn ngữ liệu hay là đoạn trích trong sách giáo khoa trang 51. Và đáp án của câu A như sau. Lỗi trong câu A. Đại từ xưng hô chưa hợp lý. Nó và chúng. Giờ mình sửa lại. Thay thế nó thành chúng. Câu B. Đáp án của câu B như sau. Lỗi. Văn phòng và hội trường không cùng nghĩa với nhau. Bây giờ các em sửa lại. Thay từ hội trường thành từ văn phòng. Cuối cùng là phần hướng dẫn tự học ở nhà. Thứ nhất là các em ôn lại kiến thức đã học sách giáo khoa trang 43. Thứ hai là viết đoạn văn và các em chỉ ra được cái sự liên kết về nội dung và hình thức của cái đoạn văn mà mấy em vừa viết. Cái phần chuẩn bị bài là các em sẽ chuẩn bị bài mùa xuân nho nhỏ, trả lời câu hỏi sách giáo khoa. Cô lưu ý các em nè, ở trên đài An Giang đó, thì trong tuần vừa qua, ngày Chủ nhật đó, lúc 9-10 giờ sáng thì các em đã được xem các thầy cô dạy cái bài mùa xuân nho nhỏ rồi nha. Như vậy thì cái bài này là các thầy cô trong trường của mình đó, là không có dạy lại. Có mấy em mà có cái gì mà thắc mắc hay là khó khăn thì các em sẽ liên hệ giáo viên bộ môn của lớp mình để mà giải đáp thắc mắc cho các em. Bài này mùa xuân nho nhỏ đó thì các em là phải ghi bài vào tập đầy đủ ha, vì nội dung này nó sẽ liên quan đến tuyển sinh 10 của các em. Cho đó các em phải lưu ý. Xin chào tạm biệt các em.